Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của Đạt ha. Thì hôm nay thì Đạt có việc đi tỉnh. Thì Đạt có lấy chiếc Toyota Forerunner 2018 mà Đạt bữa cách đây mấy hôm á, Đạt có đang bán để đi. Tại vì cái xe này đi tỉnh thích anh em. Bình thường thì Đạt có chiếc xe Yaris. Thì đi tỉnh thì mình lấy chiếc xe này cho nó cao ráo, thoải mái, xe to đi nó cũng thích nữa. Đi nhất là đi về mấy cung đường miền Tây á, hiện tại đường xá nó cũng hư nhiều quá. Cho nên là mình lấy xe này đi qua ổ voi ổ gà nó cũng tự tin hơn. Mấy xe nhỏ đi qua ổ voi ổ gà banh cái vỏ anh em ạ. Đó. Thế thì chia sẻ nhân tiện chia sẻ với anh em một chút xíu ha. Chiếc xe này thì con dọc sàn phù hợp cho những anh em nào vừa đi gia đình cũng được. Yêu thích cảm giác lái số sàn, ra số vào số. Và cái thứ hai nữa thì là xe này là xe nhập, thì trong clip mà giới thiệu chi tiết xe này anh em nào muốn coi lại thì cứ click vào cái phần mô tả phía dưới này hoặc là cuối video thì để có đạt sẽ có để cái video đó. Thì anh em coi cái xe này cực kỳ chất luôn. Xe 2018, xe nhập, lăn bánh được 45.000 cây. Thì xe này cũng là một chiếc xe lướt thôi. Thì chia sẻ lại với anh em thì là cái đời mà Forerunner nhập này á thì nó chỉ có vỏn vẹn đâu đó chừng là cuối giữa 2018 tới đầu 2019. Thì là mình hết xe rồi. Còn hiện tại bây giờ thì anh em mua thì cũng nhiều lắm nhưng mà là xe trong nước. Còn về chất lượng thì chắc anh em nào chơi xe và nghiên cứu kỹ về xe thì vẫn thích xe nhập hơn. Thì dù sao thì công nghệ ở bên đó nó vẫn hơn mình một tí. Đó. Ok anh em, còn về anh em nào đã xài xe rồi thì biết rồi, chắc chắn thì phải mua xe nhập. Đó. Thì chiếc xe này thì Đạt đang ra bán với giá là 860 triệu. Thì Đạt chia sẻ rõ hơn một chút xíu với anh em về bài toán tài chính đối với anh em nào mua trả góp. Thì ngày xưa xe cũ thì không có mua trả góp được anh em. Còn bây giờ xe cũ thì ngân hàng cũng hỗ trợ cho anh em mua trả góp được. Thì chiếc xe này thì Đạt vừa mới hỏi bên ngân hàng thì bên ngân hàng vay đâu đó khoảng chừng hơn 500 triệu, 508 tới 501. Thì xe 806 trừ 501 thì số tiền anh em cần chuẩn bị đâu đó là khoảng cỡ 350. 350 thì chưa bao gồm phí sang tên với lại bảo hiểm. Thì anh em phải mua thêm cái bảo hiểm 2 triệu. Tại vì khi mà anh em mua vay thì bắt buộc anh em phải mua bảo hiểm 2 triệu ha, để đảm bảo an toàn tài sản cho bên phía ngân hàng. Cộng thêm phí sang tên. Thì cái này được một cái lợi thế là phí xe này. Thì xe này được một cái lợi thế là anh em nào ở thành phố Hồ Chí Minh mình mua rất được lợi luôn. Tại vì cái biển số đó là biển Sài Gòn, cho nên là mình không tốn tiền biển số nữa, chỉ tốn tiền trước bạ thôi. Trước bạ xe này nó khoảng cỡ 14-15 triệu cộng thêm bảo hiểm nữa, thì đâu đó để mà lăn bánh chiếc xe này thì anh em chuẩn bị thêm 20 triệu nữa đối với anh em mua trả góp. Còn anh em nào mua tiền mặt thì ký ủy quyền thì cũng chả tốn đồng nào cả ha, cho sang tên để anh em đóng thuế thôi. Rồi bây giờ Đạt thử tăng tốc cái nha. Đang chạy ở số 4 anh em, nhưng mà xe này tăng tốc rất là mạnh luôn đó anh em, đang lên tốc độ chạy thích lắm anh em. Để thế lắm. Anh em đẹp một xíu là lên nè, anh em nhìn đồng hồ đẹp lên 100 rồi, đẹp thấy chưa? Thấy không? Cái xe Forerunner thì nó khác xe Innova nhiều lắm anh em, nó làm tôn vỏ dày, mọi thứ đều rất là chắc chắn, tại vì nó là dòng SUV mà. Cho nên là nếu mà những anh em nào, nhất là những anh em mà tỉnh nó đam mê xe này lắm, mà bây giờ thì là một cái giải pháp mới cho anh em luôn, xe lướt giá chỉ có hơn 800 triệu, chính xác là 860 triệu. Anh em nào mà đang mua cái xe, đang cần mua cái xe Innova á, mà xe mới á, bây giờ đang bán cũng đó cũng 900 rồi, anh em thêm tí nữa anh em lấy xe này đẳng cấp hơn nhiều đó. Rồi thế thì quay lại bài toán tài chính này thì chừng 500, hơn 500, sau đó thì anh em có thể vay được 5 năm. Thì lúc nãy Đạt tính rồi, 5 năm là 60 tháng, thì mình chia 500 mình chia cho 60 tháng thì một tháng đâu đó nó khoảng cỡ chừng 8 triệu mấy tiền gốc, cộng cho tiền lãi 500 triệu thì đâu đó nó khoảng hơn 4 triệu tiền lãi. Thì một tháng anh em góp đâu đó nó khoảng chừng hơn 12 triệu, hợp lý đúng không anh em? Số tiền anh em vay thì nó cũng thấp hơn so với anh em mua xe mới rất là nhiều. Ví dụ như anh em mua xe mới cũng đưa lấy tiền cũng đưa 300 mấy thôi, nhưng mà ngược lại cái số tiền anh em vay nhiều lắm, phê lắm, vay đâu đó còn cỡ 800 triệu á, 700-800 triệu. Thì giữa cái việc mà trả lãi, ở đây Đạt chia sẻ thôi, chứ còn ví dụ như xe mới thì nó có những cái giá trị của xe mới đó. Còn ví dụ như anh em chọn cái việc trả lãi 5
tiền lãi, tức là năm cái tiền lãi của 500 triệu và cái tiền lãi của 700-800 triệu thì anh em chọn giải pháp nào? Đúng à? Rồi thì xe mới thì sướng rồi, xe mới thì đi đập hộp, nhưng mà xe cũ thì nó có những cái dấu sử dụng, nhưng mà thật sự những cái xe lướt như này chất lượng cũng còn rất là ok anh em ạ. Không vấn đề gì đâu. Đó, thì bây giờ tóm lại nè, xe đã qua sử dụng chiếc Toyota Fortuner mà Đạt đang ra bán cho anh em là xe 2018, xe nhập nguyên chiếc, chất lượng xe còn rất là tốt, ok. Thì anh em muốn coi chi tiết thì click vào cái phần mô tả phía dưới này, thì Đạt có để link của cái xe này ở phía dưới này, thì anh em click vào cái clip đó để anh em coi cụ thể hơn. Rồi, thì xe này Đạt đang rao bán là 860 triệu, ngân hàng cho anh em vay đâu đó khoảng chừng 500, thì tổng số tiền anh em trả trước đâu đó nó khoảng cỡ 360 tới 380, tính cả phí sang tên và bảo hiểm luôn. Một tháng anh em góp đâu đó nó khoảng chừng hơn 12 triệu, thì Đạt có làm cái bảng tính trả góp á, thì anh em có thể tham khảo ở phía sau clip này. Rồi, xe chạy thích lắm anh em, máy dầu mà chạy thì cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đây mà anh em nào ở tỉnh á, mà kinh doanh vừa đi gia đình vừa kinh doanh dịch vụ là số 1 luôn anh em ạ. Tin chi tiết về thế này thì anh em liên hệ với Đạt ha, số điện thoại của Đạt 0901 22 6669. Anh em đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn cái nút chuông kế bên đó để nhận được thông báo mới nhất từ kênh YouTube của Đạt nha. Thì có video nào thì anh em có thể coi được, biết đâu cái xe mà Đạt chuẩn bị up lên nó là chiếc xe mà anh em đang mong muốn và săn tìm bấy lâu nay thì sao? Rồi, cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo nha.